Đứa nào là tiên? Em. Sao không đùa với hai đứa chúng mày? Đứa nào là tiên? Mày là cái gì? Em là cực tiên ạ. Còn em là cát tiên nhá. Thế bây giờ em hỏi chị nhá, thế chị có yêu chồng chị không? Thì đương nhiên là tao phải yêu chồng đâu rồi. Em có yêu chồng chị này, thì hai chị em mình cùng phe đấy. Cô Lý. Đây, nhặt em ngồi xuống đi, em tâm sự chuyện nhá. Con bảo mày đi công việc xong rồi mày đứng đây. Ơ, chị, chị làm gì ở đây đấy? Chị đi đánh ghen. Ủa, đánh ghen ai? Con này này. Con này là em mà. Tao nói em đâu á? Em yêu anh đâu? Con này. Tao đã bảo rồi. Làm gì thì làm, cấm đồng vào anh em họ hàng của tao cơ mà. Mày mày. Chúa. Ê, đừng ai. Anh nói.